Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay em sẽ quay một cái video rất là gần với vị trí mà em Ánh đứng, đó là chính là tổ 11, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với 4 căn nhà và cái giá chào bán là 1 tỷ 970 triệu, diện tích là 30m², xây dựng và thiết kế là 4 tầng mọi người nha. Đây mọi người có thể nhìn xung quanh, từ vị trí của cái căn nhà, từ vị trí của em đứng và vị trí của căn nhà chỉ rơi vào khoảng tầm 500m thôi, và em đang đứng ở khu đô thị Đô Nghĩa, rất là gần với vị trí căn nhà. Mời mọi người đi theo em vào vị trí căn nhà. Và đây chính là 4 căn mà em Ánh muốn giới thiệu với mọi người. Vị trí là thuộc tổ 11, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, nơi mà em vừa đứng giới thiệu với mọi người đấy ạ. Với cái thông số nhà như sau, diện tích là 30m², thiết kế xây dựng là 4 tầng, giá chào bán là 1 tỷ 970 triệu. 4 căn nhà này đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ mọi người nhá. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Từ vị trí của cái căn nhà này mà đi ra tới chợ tổ 11 nó chỉ rơi vào khoảng tầm 150m thôi, và cách cái khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 500m. Mời mọi người theo em vào một cái vị trí căn nhà đầu tiên trong 4 căn này mà em muốn gửi tới mọi người nhé. Đây chính là vị trí căn nhà. Mặt tiền của ngôi nhà là đều đã được lát gạch rồi mọi người ơi. Đây. 60 granite. Cửa chính của ngôi nhà là được thiết kế cửa gỗ mọi người nhé. Đây. Gỗ kính rất là đẹp, cửa gỗ lim. Mời mọi người vào trong phía phòng khách của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì hoàn thiện lên tới 100% rồi. Như mọi người quan sát đấy, về hệ thống trần thạch cao, đèn điện cũng như là phần sơn đều đã hoàn thiện xong 100% rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Gạch lát nền của cái căn nhà này là được thiết kế là gạch 60-60. Tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là tông màu trắng mọi người nhé. Đó. Kể cả vách CNC cũng thiết kế theo cái tông màu trắng. Mời mọi người theo em vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà này. Đây chính là phần căn phòng bếp đây, rất là đẹp. Đó. Nó là tủ gỗ mọi người nhé. Gỗ acrylic chống cong vênh, chống mối mọt, bền bỉ với thời gian. Và xung quanh bếp là được lát gạch 60-60 màu nâu, rất là hợp lý, rất là đẹp, tạo lên một cái không gian bếp, cái màu sắc rất là trang nhã, cũng như là nhìn nó sang cái toàn bộ cái phần bếp của ngôi nhà lên ấy. Mặt bếp thì là được lát đá đen bình định nên mọi người này. Đấy.
và toàn bộ cái phụ kiện bếp đi kèm đều đã được hoàn thiện xong rồi, chất liệu là inox 304 nha mọi người. Đấy, mọi người có thể nhìn giúp em về chậu cũng như là vòi rửa đều là chất liệu inox 304 rất là đẹp. Về phần điện cũng như là nước của cái căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong hết rồi. Nước thì là nước sạch quận Hà Đông, điện lực Hà Nội. Tầng 1 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh phụ mọi người nha, đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi rửa, vòi chậu và hệ thống máy bơm nước lên toàn bộ 4 tầng của ngôi nhà. Phía cầu thang đi lên là có một vách CNC ngăn cách giữa phòng khách và phía cầu thang. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang được làm là gỗ lim, tay vịn 4 tầng nha. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế là gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Phía cầu thang đi lên em mọi người này rất là rộng. Bước lên tới phía cầu thang đây là có cửa sổ này, một cái cửa hướng ở chỗ cầu thang vào hành lang này rất là thoáng. Và phía tầng 2 đây mọi người ơi, bước tới hành lang là có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở trên phía tầng 2 đây mọi người này. Mọi người có thể quan sát này, đầy đủ về hệ thống thiết bị vệ sinh cho một phòng vệ sinh. Hệ thống sen cây, nóng lạnh cũng như là quạt hút mùi này, quạt thông gió, bồn cầu liền khối thương hiệu Toto. Đây, bàn lavabo cũng như là gương tắm đây mọi người ơi, rất là đẹp. Gương tắm rất là đẹp đây ạ. Đó. Cửa nhà vệ sinh thì là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nhé. Và đây chính là phía căn phòng ngủ ở trên tầng 2 mọi người ạ. Căn nhà này thì là có ban công hướng ra phía bên ngoài. Có thể ra ngoài được mọi người nhá. Đây chính là phía phần ban công. Gạch lát nền ở trên tầng 2 thì là làm khác biệt với tầng 1. Gạch lát nền là cũng là gạch 60-60 nhưng mà bù lại là vân gỗ mọi người nha. Rất là thoáng. Toàn bộ cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là tông màu trắng. Hệ thống trần thạch cao thiết kế kiểu giật cấp rất là đẹp. Đồng thời hệ thống đèn led chiếu sáng toàn bộ trong ngôi nhà này là hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện. Cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa nhôm mọi người nha. Nhôm giả gỗ, giả vân gỗ rất là đẹp. Nhôm kính giả vân gỗ rất là đẹp mắt. Mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người nhé. Hành lang đi vào rất là rộng. Trên tầng 3 cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Trên tầng 3 này thì là ban công không phải thay thế, và ban công là mở cửa sổ mọi người ơi. Đều là một cái không khí thoáng vào trong cái ngôi nhà, trong cái căn nhà này rồi. Đây mọi người có thể nhìn toàn bộ cái tông màu rất là đơn giản, màu trắng tinh thôi nhưng mà lại cảm giác là rất là mới mẻ cũng như là tươi trẻ trong cái căn phòng này. Căn phòng cái nhà này 1.970.000.000 có hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì là hỗ trợ lên tới 75% giá trị nhá nhà mọi người nhá. Nên là nếu như mà quý khách hàng nào mà cân nhắc cái tầm tài chính có khoảng tầm 800 triệu rồi là có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này rồi đấy. Nhà vệ sinh ở tầng 3 đây ạ. Nhà vệ sinh của tầng 3 thiết kế nó tương tự như tầng 2 nhưng mà thay vào bộ sen cây là bộ sen tắm thường, cũng như là đây vòi rửa, chậu rửa ở đây không phải là bàn nữa. Ở dưới tầng 2 là bàn lavabo, còn ở đây là chậu rửa lavabo riêng. Và cuối cùng xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của cái căn nhà này. Tầng 4 của căn nhà được thiết kế là một phòng, thêm một phòng nữa và có chỗ khu vực sân phơi mọi người nha. Đây là phần phòng thờ mọi người ạ. Đây là phòng thờ ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nhưng mà thiết kế với 30 mét thì như thế này rất là hợp lý. Đó.
Và đây là khu vực sân phơi mọi người nhé, sân phơi. Và ở trong phần em ấy vừa đi qua thì ở đây là có thêm một cái căn phòng ngủ nữa mọi người nhé. Đấy, mọi người có thể tận dụng làm phòng ngủ này, có thể là tận dụng làm phòng kho, ở đây là tùy mục đích sử dụng của mọi người. Còn đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây là phần để máy giặt này, để máy giặt đây, và ống thoát sàn ở đây. Đó, căn nhà này là ban công tính từ dưới lên trên là đều mở ra được, cái rất là thoáng vào trong cái vị trí của căn nhà này. Em xin nhắc lại một lần nữa với lại quý khách hàng của em nhé, vị trí căn nhà là thuộc tổ 11, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, diện tích là 30m, giá chào bán 1 tỷ 970 triệu đồng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Và nếu như mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà thì có thể vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0953013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng biết, nhớ bấm vào đăng ký và theo dõi để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.